có những chuyến đi bất ngờ nảy ra, chẳng phải là những chuyến đi công tác đột xuất, cũng chẳng phải là những buổi đi du lịch tùy hứng, mà lại là những chuyến đi cứu trợ đồng bào miền Trung vì những diễn biến phức tạp của thiên tai và bão lũ. Và có rất nhiều đoàn, nhiều tập thể cá nhân tham gia vào công tác cứu trợ. Nhưng có thực sự chúng ta đã hiểu được đồng bào miền Trung của chúng ta đang cần gì? Và quý vị đang theo dõi 360 độ pháp luật, báo pháp luật Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, có những công việc chỉ xuất hiện vào mùa bão lũ ập tới với người dân miền Trung. Chỉ đơn giản là mỗi chúng ta đều xót xa và mong muốn góp một điều nhỏ bé nào đó để giúp đỡ đồng bào của mình. Và ngay sau đây là phóng sự của nhóm phóng viên chúng tôi thực hiện. Mình tên là Hương, mình là một người đang sống và làm việc tại Hà Nội. Hiện tại mình đang là điều phối truyền thông của dự án cứu hộ miền Trung.info. Dự án cứu hộ miền Trung.info của bọn mình là có một là một giải pháp công nghệ. Trong đó thì bọn mình có một cái website để cập nhật lên đó những cái dữ liệu của những hộ dân đang kêu cứu ở các tỉnh miền Trung. Bọn mình bắt đầu cái dự án này từ ngày 19 tháng 10, tới nay là khoảng 8 ngày. Thì website của bọn mình thu hút khoảng 1,5 triệu truy cập và khoảng hơn 2.000 cái tin kêu cứu, cũng như là hơn 1.600 các cái đoàn cứu trợ đi vào miền Trung đang lưu thông tin ở trên trang của mình. Khoảng hơn 2.500 tình nguyện viên là người Việt trên khắp thế giới đang tham gia vào cái dự án này. Thì bọn mình đều có công việc riêng của bọn mình và bọn mình đang dành một khoảng thời gian rất là lớn cho dự án. Thì cái lý do và cái động lực mà bọn mình dành nhiều thời gian và tâm huyết như thế cho dự án là bởi vì là bọn mình cảm thấy xót xa với những cái đồng bào, những người cùng chung huyết thống với mình nhưng mà đang gánh chịu những cái thiên tai. Bình thường bọn mình ở thành phố sẽ không bao giờ biết được những việc như vậy. Và với hơn 150 tỷ đồng là số tiền mà ca sĩ Thủy Tiên kêu gọi quyên góp ủng hộ miền Trung trong những ngày vừa qua. Không chỉ Thủy Tiên mà có rất nhiều đoàn cứu trợ khác đang hoạt động tích cực chuẩn bị cho các đợt cứu trợ tiếp theo. Vậy thì, các đoàn cứu trợ đang chuẩn bị những gì cho những chuyến cứu nạn của mình? Hãy cùng chúng tôi đón xem. Bởi vì mình là người dân ở Lệ Thủy, Quảng Bình. Và quê của mình là ở chỗ mà ngập sâu nhất luôn là ở Lệ Thủy luôn. Thì mình cùng với một nhóm bạn, thì nhóm bạn mình phụ trách về mảng về sách vở. Còn các bạn đấy thì phụ trách trước khi đi đến cứu trợ thì mình đã liên hệ với các điểm trường để xem là những điểm trường nào đã nhận được hỗ trợ và những điểm trường nào chưa nhận được hỗ trợ. Đấy, sau đấy thì mình sau khi nhận được thông tin thì mình cũng báo cáo lên Bộ Giáo dục. Thì bởi vì Bộ cũng có một cái chính sách để hỗ trợ cho các trường ngập lụt ý. Thì mình check lại thêm một lần nữa để xem là nó có bị trùng lặp hay không. Đấy, thì sau khi mình xong mình được thông tin rồi thì mình bắt đầu liên hệ với các nhà cung cấp. Bên mình dự định là tối Chủ nhật thì bên mình sẽ xuất phát và đến sáng thứ hai thì mình có thể đi đến các điểm trường. Hiện tại mình dự định là đi đến hai điểm trường. Hai trường bên mình ủng hộ là một trường cấp 1 và một trường cấp 2. Thì đối với trường cấp 1 thì bên mình chọn là mua sách và là mua vở, kẻ ô, kẻ ly, cùng bút với lại là thước cho các em. Còn đối với cấp 2 thì bên mình mua vở, kẻ ngang và bút cho các em. Ngoài ra thì bên mình có mua ba lô nữa. Khó khăn của bên mình là thiếu nhân lực. Thực ra bởi vì bên cái nhóm bạn về quần áo ấy, bởi vì cái số lượng quần áo gom góp rất là nhiều. Và thực sự bây giờ bên mình đã phải ngừng nhận bởi vì quá nhiều vào cái việc vận chuyển về nó rất là khó khăn để mà có thể thuê xe và vận chuyển từ Hà Nội về Quảng Bình, sau đấy từ Quảng Bình đi phát từng địa điểm nữa. Đấy, thì cái đấy khó khăn. Những món đồ cứu trợ thì đang được gửi tới đồng bào miền Trung để phần nào cứu đói người dân miền Trung trong thời gian nhất định. Vậy thì về lâu dài, các đoàn cứu trợ cần hiểu những gì để những chuyến đi của mình thực sự là cần thiết đối với bà con vùng lũ. Và ngay lúc này đây thì chúng tôi sẽ kết nối với ông Nguyễn Thanh Long, là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, để trao đổi rõ hơn về tình hình các đơn vị cứu trợ thời gian qua và những điều mà các đoàn cứu trợ cần lưu ý. Dạ vâng, thưa ông, rất cảm ơn ông đã nhận lời mời kết nối trực tiếp với chúng tôi. Tình hình lũ lụt thì lại có những diễn biến rất là phức tạp. Vậy thì ông có thể chia sẻ cho chúng tôi biết, tính đến thời điểm hiện tại đã có bao nhiêu đoàn cứu trợ vào với huyện Cẩm Xuyên ạ? Vâng, xin chào cô và chào tất cả mọi người. Trước hết thì thay mặt cho lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên cũng như là bà con nhân dân vùng lũ huyện Cẩm Xuyên xin được gửi lời chân thành cảm ơn đến những tình cảm và những món quà mà các nhà hảo tâm cũng như là các đoàn thiện nguyện đã đưa đến cho nhân dân vùng lũ huyện Cẩm Xuyên trong thời gian vừa qua. Đến thời điểm này thì bà con nhân dân vùng lũ huyện Cẩm Xuyên chúng tôi đã
được đón nhận trên 600 tổ chức và cá nhân đến tặng quà hỗ trợ bà con vùng lũ huyện Cẩm Xuyên. Các đoàn cứu trợ thì mang theo những gì trong những chuyến đi vào đó? Đến thời điểm này thì các đoàn cứu trợ đã đưa đến các nhu yếu phẩm như là các thức ăn sẵn, rồi mì tôm. Vậy thì hàng cứu trợ có đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân không ạ? Vâng, các đoàn cứu trợ đã đưa mang về cho bà con dân chúng tôi tất cả các nhu yếu phẩm phục vụ, có thể nói là các sản phẩm, các nhu yếu phẩm để ăn liền, rồi các sản phẩm nhu yếu phẩm có thể là để dành ăn trong một thời gian 2-3 ngày, tức là mặc dù nấu chín rồi, như là bánh chưng, như là xúc xích, rồi các cái sản phẩm để cho người dân, mà đặc biệt là những gia đình mà chưa về dạ, chưa nhà, và đặc biệt là bếp chưa đó chưa nấu ăn được ấy, thì để người ta có vượt qua những khó khăn. Vậy theo ông, các đoàn cứu trợ nên lưu ý những gì để tham gia cứu trợ? Thứ nhất là đối với về phía các đoàn cứu trợ, tôi nghĩ phải tính toán kỹ để rồi là có đảm bảo cái tính an toàn cho các đoàn trước đã. Ở tất cả các cơn bão, chứ không phải riêng gì cơn bão này và các cái trận lũ lụt thiên tai. Còn đối với huyện Cẩm Xuyên chúng tôi thì xuất phát từ cái điều kiện huyện Cẩm Xuyên, thì tôi xin có suy nghĩ thế này. Cái việc này thì cũng không dám là lấy làm mẫu số chung cho tất cả các đơn vị, nhưng mà nên xuất phát từ cái đặc điểm tình hình và điều kiện của từng địa phương. Vì từng địa phương thì có những điểm xuất phát và cái điều kiện khác nhau. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là nên phân thành ba cái giai đoạn trong cái hỗ trợ cứu trợ đồng bào bị lũ lụt thiên tai. Đó là giai đoạn thứ nhất, đó là khi nước đang dâng cao, đang bị ngập lụt, thì nhân dân rất là cần các nhu yếu phẩm, thực phẩm ăn liền, tức là các sản phẩm ăn ngay. Thì thời điểm đấy là người dân chưa thể đỏ lửa được, chưa thể nấu ăn được. Thì giai đoạn thứ hai đó là sau khi nước rút mà bà con nhân dân đã về nhà, dọn dẹp được nhà cửa rồi, thì khi đấy bà con cần lương thực, thực phẩm mà có thể về người ta nấu ăn được. Tức là khi đấy là nếu như cho một hộ gia đình nào đấy 5-7 cân gạo, kg gạo, thì người ta có thể là nấu ăn trong được mấy ngày. Nhưng mà nếu như thời điểm đấy mà mình đưa thực phẩm ăn liền, các cái bánh chưng hay là cơm suất, thì cũng chỉ là để phục vụ cho họ được trong một bữa ăn thôi. Thế này cái giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba là sau khi đã khắc phục được khó khăn bước đầu, mà bắt đầu bước vào giai đoạn để ổn định cuộc sống, sửa chữa nhà cửa, thì lúc đấy là người dân cần nhất đó là khi hỗ trợ sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng, bị sập, rồi hỗ trợ sửa chữa các cái đồ dùng trang thiết bị trong gia đình, rồi hỗ trợ sinh kế, đặc biệt là giống cây con để họ ổn định cuộc sống sau khi cơn lũ và thiên tai đi qua. Thay mặt cho ekip làm chương trình, kính chúc ông có nhiều sức khỏe để có thể hỗ trợ người dân và các đoàn cứu trợ trong thời gian bão lũ này. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, 30.000, các bạn có thể làm được những gì ạ? Mua một gói xôi, ăn một bát phở hay là uống một cốc cà phê ạ? Khi nhìn thấy ảnh chụp màn hình của ca sĩ Thủy Tiên danh sách những người chuyển khoản ủng hộ đồng bào miền Trung, thì điều mà khiến tôi xúc động nhất chính là dòng nội dung chuyển khoản góp 30.000 đồng. Em là sinh viên ủng hộ miền Trung, cảm ơn chị. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Mỗi cá nhân góp một sức lực để ủng hộ miền Trung lúc này là điều rất là quý giá. Và quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe những ý kiến của những người khi tham gia ủng hộ vùng lũ ạ. Cùng với các đoàn cứu trợ, đồng bào cả nước đang cùng chung tay góp một phần sức lực để ủng hộ người dân miền Trung. Quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi lắng nghe một số ý kiến của người dân khi tham gia các hoạt động thiện nguyện này nhé. Rất là đau xót, chúng tôi cũng đóng góp theo ở phường. Ở bên đoàn thanh niên trường thì có phát động phong trào là ủng hộ. Bây giờ trường em đang phát động ủng hộ tiền và quần áo sách vở cho đồng bào lũ lụt ở miền Trung. Và tiền mặt. Mới đầu vào nên là cũng chưa có gì cả, em chỉ ủng hộ tầm 100.000 thôi ạ. Em đã ủng hộ cho đồng bào lũ lụt miền Trung 100.000 ạ. Chủ yếu là tấm lòng của mình ạ, thì mình cảm thấy kiểu tự hào hơn một chút. Mong rằng là mọi người sẽ cùng chung tay cố gắng giúp đỡ mọi người đồng bào miền Trung và mong sớm là hết bão. Để mà nói đủ thì không thể làm mà đủ được, nhưng nó chỉ là một phần rất nhỏ. Nếu như hàng nghìn con người mà mỗi người có một cái trách nhiệm như thế thì tất nhiên là người ta góp gió là thành bão.
Đó là những chia sẻ rất đáng quý của người dân. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại trường quay với chị Quỳnh Trang. Rất cảm ơn chị Khánh Linh về những chia sẻ thiết thực trên. Và vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, khi chứng kiến những khó khăn của đồng bào miền Trung trong suốt những ngày vừa qua thì ai trong chúng ta cũng đều rất đau xót và luôn cố gắng dành một chút tình cảm của mình để động viên đồng bào vùng lũ. Vậy, khi làm cứu trợ thì chúng ta không chỉ hiểu người dân cần gì và người dân đang gặp những khó khăn nào, mà chúng ta hay các đoàn cứu trợ thì hãy lưu tâm một chút tới vấn đề pháp luật để đảm bảo việc làm của mình là thiết thực đối với người được cứu trợ và đúng luật. Để giúp các đoàn cứu trợ hiểu rõ hơn về điều này thì chúng tôi đã liên hệ với luật sư Vũ Văn Quyết, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Hiệp Thành để có thêm thông tin chi tiết hơn. Theo quy định hiện hành bây giờ, nghị định điều chỉnh trực tiếp là nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh tật hiểm nghèo khác. Đối với các cơ quan tổ chức chuyên trách thì trước hết là phải tuân thủ triệt để các cái nội dung quy định của nghị định 64. Còn đối với các cơ quan tổ chức khác và các cá nhân khác mà không thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định 64 thì chỉ cần lưu ý cái việc cứu trợ cứu nạn là sự thật, đảm bảo được là mang cái nguồn đóng góp của các cá nhân tổ chức đến tận tay những người dân bị nạn, không có bất kỳ sự ép buộc nào hoặc sự vụ lợi hoặc chiếm đoạt tài sản. Thì là ngoài ra thì cái nghị định 64 họ không điều chỉnh các cái vấn đề đối với các đối tượng tổ chức cá nhân khác, như là trường hợp như ca sĩ Thủy Tiên là cá nhân hoặc bất kỳ một doanh nghiệp nào đó mà không phải là các tổ chức chuyên trách. Tuy nhiên thì họ vẫn hoàn toàn có quyền được thực hiện cái việc cứu trợ, và cái việc cứu trợ của họ là đơn thuần nó chỉ là một cái quan hệ dân sự, là tặng cho tài sản. Như trường hợp của ca sĩ Thủy Tiên là cô đứng ở giữa nhận tiền và các tài sản đóng góp từ các mạnh thường quân, sau đó chuyển đến những người dân gặp nạn. Thì là ở đây ngoài quan hệ tặng cho tài sản, nó còn có quan hệ ủy quyền, tức là đã được những người đóng góp tài sản ủy quyền cho Thủy Tiên để Thủy Tiên có thể đem cái tài sản đóng góp đấy đi đến các những người dân cứu nạn. Như vậy là ở đây đơn thuần chỉ là quan hệ dân sự và nó không thuộc cái phạm vi điều chỉnh của nghị định 64. Tuy nhiên theo xu thế là càng ngày càng có nhiều những mạnh thường quân, rất nhiều các tổ chức cá nhân đang muốn và đã thực hiện cái việc cứu trợ cứu nạn. Tuy nhiên là nó chưa có một cái hành lang pháp lý cụ thể rõ ràng. Cho nên trong thời gian tới pháp luật cũng cần phải có những cái điều chỉnh để mang tính chất hướng dẫn để tất cả mọi người đều có thể thực hiện được cái quyền thiện nguyện của mình. Và làm sao để đạt được một cái việc cứu trợ mang tính chất là an toàn và hiệu quả nhất. Và đó là những chia sẻ rất thiết thực từ phía luật sư và những điều mà các đoàn cứu trợ có thể dành một chút thời gian lưu tâm tới điều này hơn. Và nội dung trên thì đã khép lại chương trình 360 độ pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.